Thế giới choáng váng, siêu cường châu Á tuyên bố siêu dự án 70 tỷ đô la Mỹ ở Việt Nam. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Jogger. Các bạn thân mến, tạm gác lại những mất mát đau thương của màu cờ, sắc áo dưới những nền tảng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở đường. Dân tộc Việt Nam ta nhất quyết phải vươn lên trên bản đồ kinh tế để không phụ lòng người. Trong thời gian vừa qua, đất nước ta khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi liên tiếp bắt tay với các tỷ phú, tập đoàn lớn trong nhiều dự án đầu tư tỷ đô. Từ siêu cảng biển mà tỷ phú Ấn Độ dốc tâm đầu tư, tới việc các đại bàng công nghệ dốc vốn chuyển dịch dây chuyền sản xuất công nghệ, phá bỏ vị trí độc tôn công xưởng của Trung Quốc. Sau hàng loạt tin vui về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, Việt Nam ta lại một lần nữa thu hút báo chí quốc tế khi nhiều siêu cường thế giới tranh nhau gợi ý hợp tác, đầu tư phát triển dự án 70 tỷ đô la Mỹ tại thung lũng Silicon châu Á. Đây được coi là dự án sẽ thay đổi cục diện kinh tế, địa chính trị của Việt Nam và cả toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Bởi tiềm năng quá lớn của siêu dự án này, các ông lớn như Trung, Nhật, Hàn phải tranh nhau đề xuất bắt tay với Việt Nam. Vậy dự án này là dự án gì? Tại sao siêu dự án lại được các nước lớn quan tâm đặc biệt tới như vậy? Mời các bạn hãy cùng bình luận với chúng mình qua video ngay sau đây nhé! Vừa qua vào sáng ngày 11 tháng 7, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, nguyên tắc, phương pháp luận là phải đột phá, đổi mới với tầm nhìn chiến lược, hiện đại, hiệu quả theo đúng tinh thần nghị quyết 49. Mục tiêu yêu cầu là hoàn thành khoảng 1.541 km đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam qua 20 tỉnh, thành phố. Thời gian thực hiện trong khoảng 10 năm, phấn đấu hoàn thành vào năm 2035. Theo đó, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được xác định là trục xương sống, khai thác các tuyến đường sắt hiện có, kết nối các tuyến đường sắt đô thị, trung tâm kinh tế lớn từ Hà Nội, Bắc đến thành phố Hồ Chí Minh, Nam. Qua nhiều tỉnh thành, trọng điểm của Việt Nam như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang và Đồng Nai. Đây là một dự án hạ tầng vô cùng quan trọng và chiến lược đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, là đầu mối vận tải trong nước và liên vận quốc tế với chi phí vận chuyển tiết kiệm nhất. Vì tiềm năng quá lớn của dự án, song các siêu cường thế giới quyết tâm dốc công, dốc sức, tung những chính sách đàm phán hậu hĩnh, đề xuất hợp tác với nước ta, không chịu thua Nhật, Trung, siêu cường châu Á Hàn Quốc làm sao có thể đứng ngoài cuộc đua. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang mới đây, Bộ trưởng Park Sang-gu chia sẻ Hàn Quốc hiện đã và đang là một nước phát triển về đô thị và mong muốn phát triển hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là với các quốc gia lân cận. Hiện Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ MOLIT đã ký MOU, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giao thông. Theo Bộ trưởng Park Sang-gu, thông qua việc ký MOU, hy vọng hai bên sẽ có những bước tiến hợp tác thực chất nhất. Trước mắt có thể ký MOU trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt cao tốc. Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên tại châu Á sau Nhật Bản phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao. Về phát triển công nghiệp đường sắt tốc độ cao, Hàn Quốc là một điển hình trong việc chuyển giao công nghệ và nội địa hóa ngành công nghiệp phục vụ hệ thống đường sắt tốc độ cao. Bộ trưởng Park Sang-gu chia sẻ. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị Bộ MOLIT chia sẻ những kinh nghiệm về đầu tư phát triển, khai thác hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc và hỗ trợ Việt Nam về tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao và phát triển ngành công nghiệp đường sắt. Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ MOLIT quan tâm đến dự án Metro số 3 của Việt Nam. Được biết, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về phát triển hệ thống giao thông thông minh ITS. Bộ Giao thông Vận tải hoan nghênh và kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án giao thông thông minh tại các đường cao tốc của Việt Nam. Điển hình như Seoul, thủ đô sôi động của Hàn Quốc, đã vươn lên trở thành một trong những đô thị tiên phong đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực giao thông bền vững. Với sự phối hợp giữa hệ thống phương tiện công cộng hiệu quả, các lựa chọn giao thông linh hoạt, giải pháp di chuyển bằng năng lượng điện và hệ thống giao thông thông minh, Seoul là minh chứng thể hiện tiềm năng của giao thông bền vững trong các thành phố lớn. Nào là tích hợp giao thông công cộng bằng một thẻ giao thông duy nhất, nào là hệ thống thanh toán liền mạch, cập nhật thông tin, thời gian thực của các chuyến tàu, và cách quản lý giao thông thông minh, điều tiết lưu lượng giao thông và giảm tắc nghẽn. Với những thành tích nổi trội cùng sự vận hành trơn tru của những dự án đầu ngành uy tín, Hàn Quốc có lợi thế về các dự án giao thông thông minh, nội địa hóa ngành công nghiệp, phục vụ hệ thống đường sắt tốc độ cao. Tuy nhiên, không chỉ có Hàn Quốc muốn bắt tay với nước ta trong siêu dự án này, Trung Quốc cũng đưa ra những lợi thế cạnh tranh của mình nhằm thu hút sự chú ý của Việt Nam.
Theo đó, Trung Quốc có lợi thế về lĩnh vực đường sắt, toa xe và tín hiệu. Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với ông Lâu Tể Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thông tin Tín hiệu Đường sắt Trung Quốc CRSC tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. CRSC trực thuộc Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước Trung Quốc, xa xác, nhà cung cấp hệ thống điều khiển vận tải đường sắt lớn nhất thế giới, là cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn sản phẩm các hệ thống kiểm soát vận tải đường sắt. Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo kế hoạch, Việt Nam phát triển hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam dài hơn 1.500 km, dự kiến triển khai trước năm 2030. Cụ thể vào giai đoạn 2026-2027. Để triển khai, ông cho hay Việt Nam muốn hợp tác với Trung Quốc về lĩnh vực đường sắt, toa xe và tín hiệu. Trung Quốc có công nghệ tốt về phát triển đường sắt, giá thành hợp lý, nên đây là cơ hội tốt để hai bên hợp tác giao thông qua cơ chế hỗ trợ như vay vốn ODA, tín dụng xuất khẩu. Trong khi đó, Nhật Bản lại có lợi thế về vốn và kỹ thuật. Tháng 6 năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, về thúc đẩy hợp tác hai bên lĩnh vực giao thông vận tải. Đại sứ cho biết, phía Nhật Bản rất quan tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Trong đó có các dự án mới như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, Cảng Liên Chiểu. Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ vốn, kỹ thuật để có thể thực hiện hóa hợp tác này. Phía Nhật Bản cũng mong muốn được cung cấp thông tin chi tiết, tài liệu dự án. Tháng 3 năm 2024, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính Nhật Bản và lãnh đạo các đối tác Nhật Bản. Tại đây, Bộ trưởng Hồ Đức Phước thông tin về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, trong đó có khoảng 30% vốn sẽ được huy động từ vốn nước ngoài. Mong muốn Nhật Bản sẽ tham gia cung ứng vốn cho dự án này. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sẵn sàng tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng như các dự án hạ tầng khác mà Việt Nam đang chuẩn bị triển khai. Ấy chà chà, ngay tới đây thì các bạn cũng đủ hiểu tại sao dự án này lại hot như thế đúng không nào? Nếu quy tụ những thế mạnh của các cường quốc thì quả thực là rất tuyệt vời mọi người nhỉ. Với một nước sở hữu vị trí quá đắc địa, việc đầu tư dự án nối liền Bắc Nam sẽ mang về một món hời quá khủng cho cả Việt Nam và nước đấu thầu thành công. Đây có thể được xem là một dự án siêu khủng làm chấn động, thay đổi cục diện của nước ta và khu vực Đông Nam Á. Nếu dự án được hoàn công, hứa hẹn sẽ giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, gọn lẹ với chi phí vận chuyển được đao giá xuống mức hấp dẫn nhất. Đúng là một dự án triển vọng thu hút được nhiều cường quốc quan tâm. Tuy nhiên, trong quá khứ, Việt Nam cũng đã triển khai nhiều dự án hứa hẹn nhưng lại rơi vào tình cảnh đắp chiếu kéo dài. Do đó, việc lựa chọn nhà đầu tư, hợp tác là công tác cực kỳ quan trọng và kỹ lưỡng. Vậy theo bạn, Việt Nam chúng ta nên chọn hợp tác với ông lớn nào? Hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Sugar để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.